theo hầu bên Phật đi hóa đạo khắp nơi. Thấm thoát, A Nan đã 50 tuổi. Một hôm, Phật ở tại giảng đường nơi thành xá vệ của vua Ba Tư Nặc. A Nan đứng hầu, trên mặt lộ vẻ buồn lo. Phật hỏi A Nan vì sao ra như vậy. A Nan mới thưa rằng, trong một đêm, tôn giả nằm mộng thấy bảy việc kỳ lạ cổ quái, khiến lòng hoang mang lo sợ. Phật liền hỏi, ông nằm mộng thấy bảy việc gì? Bạch Thế Tôn, giấc mộng thứ nhất, con thấy nước ở sông to, biển cả đều bị lửa đốt cháy, ánh lửa bốc lên thấu trời xanh. Đức Phật nghe xong đổi sắc mặt, dường như cảm xúc và giải thích. Này A Nan, bậc thánh vốn không nói chuyện mộng mị, nhưng mộng của ông quả thật kỳ quái. Nước sông ngoài biển đều bị lửa thiêu trọn, đó là tượng trưng cho các tỳ kheo trong tăng đoàn tương lai ác nghịch mạnh, tâm lành ít ỏi, chấp giữ vào sự cúng dường rồi lại sanh ra gây gỗ, như nước trong lặng mát mẻ lại biến thành biển lửa. Giấc mộng thứ hai của ông ra sao? Bạch Thế Tôn, con thấy mặt trời sắp lặn, thế giới ta bà tối đen, trên bầu trời không có lấy một ngôi sao. Đức Phật đã 80 tuổi, lúc ấy rất cảm khái giải thích. Này A Nan, không bao lâu ta sẽ vào Niết Bàn, các đại đệ tử cũng Niết Bàn, điều ấy biểu thị bằng con mắt của nhân thiên sắp tiêu diệt. Còn giấc mộng thứ ba, Bạch Thế Tôn, con thấy các tỳ kheo không theo lời Phật dạy mà cũng đắp gà sa. Chúng xuất gia rớt dưới hầm, còn hàng tại gia thì đi trên cầu. Phật thốt nhiên thở dài nói, A Nan, điều ấy ám chỉ tỳ kheo đời sau mở đại hội giảng kinh, chỉ nói ngoài miệng, không phụng hành. Họ lại tật đố hại nhau, không sợ nhân quả, rốt cuộc bị đọa lạc. Hàng cư sĩ thừa cơ lên tòa cao, khinh chê tăng bảo, họ xâm chiếm chùa chiền, phỉ báng tỳ kheo, hủy hoại tháp miếu. Còn điểm mộng thứ tư, Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không đủ, bị mắc kẹt trong đám gai. Phật lại cảm xúc nói, A Nan, điều ấy nói rằng các tỳ kheo sau này bỏ pháp y không mặc, xả giới luật, ưa thế tục, nuôi nấng vợ con, đó thật là bất hạnh cho Phật pháp. Mộng thứ năm ra sao? Bạch Thế Tôn, con thấy trong rừng rậm tùm có rất nhiều heo rừng đào bới gốc rễ các đại thọ chiên đàn. Phật lộ vẻ lo buồn nói, ôi, điều đó nói các tỳ kheo sau này chỉ tính toán về sinh kế, buôn bán như lai, tụng kinh làm nghề nuôi thân. Còn mộng thứ sáu? Bạch Thế Tôn, con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, sư tử là chúa loài thú chết, hoa thơm rơi trên đầu, cầm thú kinh sợ bỏ chạy. Chẳng bao lâu, trong thân sư tử sanh trùng bọ, trở lại cắn rỉa thịt sư tử. Phật chỉ còn biết lắc đầu nói, voi lớn bỏ voi con, đó là điềm báo hiệu các tỳ kheo trưởng lão đời sau tự lo lợi riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối. Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ không phải là ngoại đạo phá hoại Phật pháp, mà chính là hàng đệ tử xuất gia tại gia tự phá hoại pháp của ta. Còn giấc mộng thứ bảy của ông ra sao? Con thấy đầu con cao ngang đỉnh núi Tu Di. Phật trầm ngâm hồi lâu mới nói, A Nan, sau 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn. Các tỳ kheo ni, trời, người dân chúng đều thờ ông kết tập kinh điển. 7 điềm mộng của A Nan qua sự giải thích của Phật đã dự đoán sự suy đồi của Phật giáo về sau và sự đổi thay của thời đại. Như trùng trên thân sư tử lại ăn thịt sư tử, đó là điều chê cười hàng đệ tử tăng tục hiện nay. Chỉ thị ấy đối với chúng ta là một sự đau đớn khốc liệt thấu xương. Chúng ta có thể phỏng đoán vào những năm Đức Phật về già, vì các điềm mộng của A Nan mà giải nói một cách cảm khái như vậy, tâm tình thật trầm trọng. Hổ thẹn cho chúng ta sanh nhầm thời mạt pháp, làm thế nào để cho Đức Thế Tôn hoan hỷ, để cho lời dự đoán kia không thành sự thật. Câu chuyện bên giường Niết Bàn hỏi Di Giáo. Đức Thế Tôn thành đạo đã 49 năm, đã đến lúc nhập Niết Bàn. Ngài tuyên bố sẽ nhập diệt ở nơi rừng Ta La Sông Thọ, thành Câu Thi Na, cách Ca Tỳ La khoảng 30 dặm.
Như mặt trời sắp lặn, lóe lên tia sáng cuối cùng trước khi niết bàn, từ kim thân Đức Thế Tôn phóng ra ánh hào quang đặc biệt khác thường. A Nan theo hầu bên ngài, nhận được sự chiêu cảm ấy và do sức huân tu bên cạnh bậc đạo sư, đức huệ của tôn giả ngày càng thành thục. Đức Thế Tôn nằm kiết tượng trên sàn tòa do A Nan trải sẵn, đầu quay về phương bắc. Lúc ấy mặt trời đã chìm ở cõi tây, bóng tối mông lung phủ đầy. Cây ta la không phải kỳ trổ hoa mà vẫn nở, không cần gió đưa mà từng phiến hoa lác đác rơi quanh thân Đức Bổn Sư. A Nan quỳ gối bên Phật, nhẹ giọng thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, về sau đối với người nữ chúng con phải có thái độ thế nào? Xin Thế Tôn nói lại một lần nữa cho con rõ. A Nan, người muốn xa lìa phiền não, đạt đến chứng ngộ, không thể bận tâm vì nữ nhân. Nhất là ông, tuy bây giờ đã lớn tuổi rồi đó, nhưng ông không tiếp xúc với họ vẫn tốt hơn. Nếu bắt buộc phải tiếp xúc, nên xem người già như mẹ, người lớn như chị, người nhỏ như em. Này A Nan, ông phải nhớ kỹ lời ta đấy. Đức Thế Tôn trả lời xong vấn đề ấy, lại dạy rõ về cách thức trà tỳ, xây tháp, mỗi mỗi dặn dò. A Nan vốn tình cảm yếu đuối, nghe những lời Phật dạy, nghĩ đến đây là lời dạy bảo sau cùng của đấng đạo sư, mũi lòng rơi lệ. Tôn giả không dám quỳ bên Phật, vội lùi ra sau rừng cây khóc lóc một phen. A Nan nghĩ đến lúc Thế Tôn vào niết bàn, các đại đệ tử khác đều đã khai ngộ, chỉ còn ta, sau này sẽ nương vào ai để đạt đạo đây? Kể đến từ nay về sau không còn ân sư để hầu hạ, tôn giả lại càng buồn đứt ruột. Đức Phật không thấy A Nan bên cạnh, bèn sai người ra kêu tôn giả vào. Ngài lại dạy tiếp: A Nan, ông không nên buồn rầu, có hội họp phải có biệt ly, có hưng thịnh thì có lúc suy diệt, ta chẳng từng nói với ông đó ư? Thế gian là vô thường, có sanh ắt có tử, cỗ xe đã hư nát rồi mà còn tìm cách sửa chữa lại để xài, đó không phải là kế lâu dài. Sắc thân hữu vi phải bại hoại, đứng về pháp tánh thì ta luôn luôn chiếu cố đến các ông. Ông theo ta làm thị giả rất lâu, ân cần, nhẫn nại, ông đối với ta không hề thiếu sót, ta đem công đức ấy đền đáp cho ông. Ông nên dụng tâm, tinh tấn tu tập, chẳng bao lâu sẽ đoạn đức phiền não, chứng thánh quả. Đức Thế Tôn nói đến đó, A Nan lại cảm xúc khóc không ra tiếng. Đức Thế Tôn nhìn quanh đại chúng nói tiếp: Này các tỳ kheo, A Nan làm thị giả ta rất trung thành, theo bên ta bao nhiêu năm, một mực ôn hòa tử tế, nghe kinh pháp không quên sót, tương lai sau này công đức của ông ấy sẽ rạng rỡ trên thế gian. A Nan tay bưng mặt lại đi ra chỗ khác. Lúc ấy nhằm trăng tròn tháng 2, ánh trăng trong vắt trải khắp rừng Ta La. Tâm tưởng của Đức Thế Tôn tịch nhiên cao vội thấu suốt hết tất cả hội chúng. Nét mặt mọi người đều hiện ra vẻ trang nghiêm vô cùng, và lúc đó ai cũng khóc lóc bi thương. Dù rằng bậc thánh đi nữa cũng không ra khỏi tình người. Đại chúng cứ khóc hoài chẳng nín, chẳng biết nước mắt dùng làm gì trong lúc này. Đúng hơn là phải đưa vấn đề làm sao để cho Phật Pháp tồn tại lâu dài và thưa hỏi Thế Tôn. Mọi người thương lượng với nhau rồi lại tìm A Nan, cử tôn giả đến hỏi Phật mấy vấn đề. Thứ nhất, Thế Tôn niết bàn rồi lấy ai làm thầy? Thứ hai, sau khi Phật niết bàn an trụ như thế nào? Thứ ba, làm sao hàng phục kẻ ác? Thứ tư, khi kết tập kinh điển làm sao mọi người có thể tin? Đức Thế Tôn an nhiên như thường lệ, từ bi vui vẻ trả lời: Này A Nan, ông nên nhớ kỹ, các ông nên y theo giới luật làm thầy, an trụ trong tứ niệm xứ, gặp người hung ác mặt tẩn lánh đi, đầu kinh nên để tôi nghe như thế này, khiến người ta tin được. Các ông nên làm đúng như pháp, pháp là nơi thường trụ của pháp thân ta. Đức Phật dạy tu thanh tịnh thiền. Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, nhiều vị nhận được ý sâu màu của Đức Phật dạy, cũng có nhiều người chưa nhận ra.
Do đó, ông A Nan Đà đầy đủ lễ nghi, có trình thư hội với Đức Phật như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai dạy phần nhiều là ẩn dụ. Do đó, phần đông chúng con có người nhận ra yếu chỉ sâu màu của Như Lai dạy, cũng có rất nhiều người không nhận ra. Con là người gần gũi Thế Tôn, cũng là người nhớ gia nhất, nên con được hầu hết những người có mặt hôm nay yêu cầu con trình thư hỏi Đức Thế Tôn về pháp môn tu thanh tịnh thiền. Trước, để những người chưa nhận ra ý sâu màu của Đức Thế Tôn dạy, họ biết được. Sau, con ghi chép lại, lưu truyền cho hậu thế biết pháp môn tu thanh tịnh thiền này. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật khen ông A Nan Đà và đại chúng: Này đại chúng và ông A Nan Đà, các ông thưa hỏi rất đúng lúc. Đây là câu hỏi then chốt để những người tu theo đạo thiền thanh tịnh của Như Lai dạy mà muốn tìm đường về nguồn cội của chính mình. Nếu các ông không hỏi thì Như Lai không nói. Vì sao Như Lai không nói? Vì pháp môn thanh tịnh thiền này là tối thượng, tối tôn, tối mật. Nếu các ông không hỏi thì Như Lai không nói. Vì sao vậy? Vì pháp môn này không thể nói bừa bãi được. Suốt mấy năm sau cùng, Như Lai dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không ai hỏi việc tu thanh tịnh thiền này cả, mà đến nghe Như Lai nói rồi ra về, hoặc có hỏi là hỏi những câu còn nằm trong luân hồi của vật lý, chứ không có ai hỏi chỗ sâu màu của đạo lý để vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả luân hồi của thế giới vật lý âm dương này. Tất cả những người đến nghe Như Lai nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ chán mà bỏ đi rất đông, không ở lại nghe. Vì vậy, Như Lai nói ra pháp môn tối thượng, tối tôn, tối mật này phải có người thỉnh và cầu xin thì Như Lai mới nói. Hôm nay duyên lớn, phước lớn của ông bà có mặt ở đây cũng là phước lớn cho hậu thế nhiều đời sau này nữa. Nên ông A Nan Đà thay mặt ông bà hỏi Như Lai pháp môn tu thanh tịnh thiền này. Như Lai sẽ dạy và quyền ký cho các ông bà biết. Đức Phật hỏi ông A Nan và đại chúng: Vậy mục đích của ông bà muốn tu thanh tịnh thiền là để làm gì? Ông A Nan Đà và đại chúng đều trả lời: Dạ, chúng con tu thanh tịnh thiền là muốn giải thoát. Đức Phật lại hỏi: Các ông bà có dám tu thanh tịnh thiền không? Vì sao Như Lai hỏi ông bà như vậy? Vì người tu pháp môn thanh tịnh thiền này là phải vô trụ với vật chất. Nếu ông bà vô trụ được thì Như Lai sẽ dạy, còn không vô trụ được thì Như Lai không dạy. Tất cả những người có mặt ai ai cũng đồng thanh nói: Dạ, chúng con vô trụ được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật nghe đại chúng khẩn xin dạy pháp môn thanh tịnh thiền nên Đức Phật dạy: Các ông bà muốn tu thanh tịnh thiền thì trước hết phải rõ thông bốn điều như sau. Một, mục đích tu thanh tịnh thiền là để được cái gì? Hai, phải hiểu nơi mình muốn đến là ở đâu. Ba, tánh Phật của mình cấu tạo ra sao. Bốn, tánh người của mình có sao phải tường. Bốn căn bản nói trên, ông bà nào biết đưa tay lên. Liền khi đó, ông tỳ kheo lãnh an quy đưa tay lên nói là ông biết. Đức Phật liền bảo ông: Nếu ông biết, hãy ra trước Như Lai trình cho Như Lai và đại chúng nghe coi có đúng không. Ông tỳ kheo lãnh an quy liền ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay thưa trình cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin trình với Đức Thế Tôn bốn câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã hỏi chúng con. Câu 1, mục đích của chúng con tu thanh tịnh thiền là mong được giác ngộ và giải thoát. Câu 2, nơi mà chúng con muốn đến là bể tánh thanh tịnh, tức nơi mười phương chư Phật sống. Câu 3, tánh Phật là tự nhiên có bốn thứ: thấy, nghe, nói và biết. Câu 4,
tánh người của chúng con có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác và kiến. Tánh người của chúng con có 16 thứ nói trên. Đã vậy, bên ngoài tánh người của chúng con lại còn có thêm 84.000 cái bong bóng ảo giác do điện từ âm dương bao phủ nữa. Nên chúng con không biết được đường trở về nguồn cội của chính chúng con. Vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con công thức vượt ra ngoài sinh tử luân hồi nơi thế giới này. Chúng con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Ông nói xong, liền lại Đức Phật. Đức Phật dạy ông lãnh an quy và đại chúng. Này tỳ kheo lãnh an quy và đại chúng, bốn câu hỏi của Như Lai hỏi, ông lãnh an quy đã trả lời cho Như Lai rất chính xác. Đức Phật liền nhìn qua hết đại chúng, rồi nhìn sang ông Duy Ma Cật nói tiếp như sau. Căn bản, ông tỳ kheo lãnh an quy đã nói rồi. Vậy ở đây có người nào biết công thức tu thanh tịnh thiền không? Đức Phật đợi một hồi lâu mà không ai đưa tay lên, nên Đức Phật nói với ông Duy Ma Cật. Này ông Duy Ma Cật, hôm nay có ông ở đây, vậy ông hãy nói công thức tu thanh tịnh thiền để thoát ra ngoài nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này, để cho mọi người biết mà tu tập. Vâng lời Đức Phật, ông Duy Ma Cật liền đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con là hàng cư sĩ, theo khuôn phép con không được phép đứng trước các vị là tỳ kheo và đại chúng nói công thức tu pháp môn thanh tịnh thiền và công thức giải thoát. Nhưng Đức Thế Tôn dạy con nói, nên con xin trình bày pháp môn thanh tịnh thiền và công thức giải thoát để quý vị nghe. Ông Duy Ma Cật nói, người muốn tu thanh tịnh thiền và biết công thức giải thoát thì phải hiểu căn bản như sau. Một, trong tánh Phật có cái ý và bốn thứ: thấy, nghe, nói và biết. Tất cả đều là thanh tịnh do điện từ quang bao bọc thành một khối rất nhỏ. Khối này gọi là Phật tánh. Phật tánh này nhìn vào thế giới loài người thấy lạ, nên tìm đường vào xem thử. Khi di chuyển vòng quanh thế giới loài người, thấy có cái cửa, Phật tánh vừa đến trước cửa này, bất ngờ Phật tánh bị hút vào và bị rơi vào thế giới loài người. Cửa này gọi là cửa hải triều âm, có hai nhiệm vụ. A. Chuyên hút Phật tánh từ bệ tánh thanh tịnh Phật tánh vào thế giới loài người. B. Chuyên hút các trung ấm thân bị luân hồi trong các cõi trở lại thế giới loài người để luân chuyển đi trong lục đạo luân hồi. Khi Phật tánh bị hút vào thế giới loài người, cứ quanh quẩn nơi thế giới này hoài, sau cùng gặp một đôi nam nữ đang giao hợp, Phật tánh mới đến gần nhìn, bất ngờ bị sức hút điện từ âm dương của đôi nam nữ này hút Phật tánh vào đường tối đen và đưa vào tử cung của người nữ ngủ suốt 9 tháng 10 ngày. Sau đó, Phật tánh bị dính vào thai nhi. Khi thai nhi được sanh ra thành một đứa trẻ, dần dần được thành là một con người. Phật tánh bị dính vào da thịt của con người. Con người có cái tánh gọi là tánh người. Tánh người có cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương bao bọc toàn thân của con người lại. Tánh của con người có đến 16 thứ mà ông tỳ kheo lãnh an quy đã trình bày. 2. Thế giới loài người là trung tâm vận hành luân hồi có hai cửa như sau. A. Cửa hải triều âm, nhiệm vụ như tôi đã trình bày ở trên. B. Cửa hải triều dương, chỉ có một nhiệm vụ là đẩy Phật tánh thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi để trở về bệ tánh thanh tịnh Phật tánh. Trên đây là hai cửa của trung tâm vận hành nhân quả luân hồi nơi thế giới này. Ở đây, vị nào muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì phải hiểu rõ bốn phần như sau. Phần 1, phải biết và thực hiện ba phần: thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri,
tôi xin giải thích ba phần này. A. Thanh tịnh, tức không suy nghĩ, có công dụng như sau. Khi suy nghĩ thì trong gai của suy nghĩ nhô lên, nên dòng quét của điện từ âm dương kéo cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ đi đến chỗ mình suy nghĩ. Đây là nguyên nhân bị luân hồi. Nếu tập tâm được hằng thanh tịnh thì dòng luân hồi không có gì để nó quét đi, nên không bị luân hồi. D. Rỗng lặng, tức tập cho thân và tâm được ở trạng thái không trọng lượng, nên sức hút của điện từ âm dương không hút được. Nhờ vậy, thân tâm được lần lần trôi từ từ vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Khi thân tâm vào đúng trục trung tâm vận hành nhân quả luân hồi rồi, thì không bị dòng quét của điện từ âm dương nữa. Ai tập được như vậy, thì thân tâm của mình tự nhiên như không có. Vì sao có trạng thái này? Vì khi thân tâm được vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi rồi, nó ở trong tình trạng không bị hút của vật lý âm dương, nên thân tâm tự nhiên nghe như không trọng lượng. Vị nào tu tập đến phần thứ hai này gọi là đạt được bí mật thanh tịnh thiền. C. Hằng tri, khi tu tập thành tựu hai phần nói trên mà tâm lúc nào cũng hằng tri, nhờ cái hằng tri này mới biết được bốn phần. 1. Biết Phật tánh của mình không dính với vọng tưởng của tánh người. 2. Biết thân tâm mình không bị sức hút của điện từ âm dương. 3. Biết mình đang ở trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. 4. Mình nhìn thấy được cửa hải triều dương là cửa trở về Phật giới. Người tu thanh tịnh thiền đạt được bốn phần nói trên chỉ mới được tự tại thôi, chứ giải thoát thì hoàn toàn chưa được. Vì sao vậy? Vì còn thiếu phương tiện để thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Phương tiện ấy là gì? Là công đức đó. Nói như người thế gian này thì công đức giống như vàng hay tiền vậy. Ví dụ, mình chuẩn bị hết các phần để đi đâu đó, nhưng vì còn thiếu tiền nên không đi được. Vì vậy, người muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì phải có công đức ít hay nhiều. Ông Duy Ma Cật nói về tạo ra công đức và công dụng của nó. Phần 2. Vị nào muốn tạo ra công đức thì phải biết bốn việc như sau. 1. Giúp cho người khác biết được pháp môn thanh tịnh thiền này, mà người đó phải thực hiện được thành công thì mình mới có công đức. 2. Số công đức mà mình đã tạo ra đó, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật. 3. Công đức là loại cực dương và rất nặng. 4. Tánh Phật của mỗi người hiện đang bị vỏ bọc tánh người giam giữ ở trong đó. Vì tánh người nó là cực âm và liên tục co bóp theo chu kỳ của điện từ âm dương. Nghe và biết rõ nhất là co bóp nhịp của quả tim. Quả tim co bóp là có hai nhiệm vụ. A. Cho máu tuần hoàn khắp châu thân để nuôi sống thân tứ đại này. B. Để cho 16 thứ trong tánh người luôn hoạt động. Nhờ 16 thứ của tánh người liên tục hoạt động nên mới sanh ra 84.000 cái bong bóng ảo giác, để cho tánh Phật không còn thấy, nghe, nói và biết thanh tịnh nữa. Nhờ cái ảo giác này mà con người sử dụng cái tưởng mới có hiệu quả, như tưởng ông này bà kia làm ra vũ trụ, loài người và vạn vật. Tưởng cầu lại ai đó họ đổ phước vào đầu mình. Tưởng cầu xin ai đó họ đem mình đến nơi nào đó để hưởng sung sướng. Tưởng dụng công ngồi thiền cho thật niêm mật sẽ được giác ngộ và giải thoát. Cũng vì cái tưởng này mà nó dẫn Phật tánh đi khắp trong sáu nẻo luân hồi không ngày cùng. Cũng vì cái tưởng này mà người khôn lanh bịa ra không biết bao nhiêu chuyện để lừa những người ngu khờ dại dột, để họ ngồi trong mát mà hưởng bát vàng. Phần 3. Mục đích của người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền là không dính với cái tưởng của tánh người,
Đồng nghĩa, tánh người có tưởng tượng ra bao nhiêu kệ nó, mình đừng chạy theo cái tưởng là đủ. Ông Duy Ma Cật nhận rõ cái tưởng này. Cái tưởng là của tánh người. Tưởng tượng muôn điều không dính là an. Theo tưởng là phải gian nan, không theo vọng tưởng về sang quê mình. Phần 4. Tánh Phật được tự do thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi để trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Đây là công thức tuyệt mật mà từ trước đến nay chưa dạy chỗ đông người. Hôm nay duyên lành của quý ông bà nhờ ông A Nan Đà hỏi nên Đức Thế Tôn mới bảo tôi nói chỗ tuyệt mật này. Ông Duy Ma Cật chắp tay nhìn Đức Phật và trình nói: Kính bạch Đức Thế Tôn, phần nói căn bản của pháp môn thanh tịnh thiền con đã trình bày xong, kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con. Còn về phần vượt cửa hải triều dương để về Phật giới, con không dám trình bày. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy cho đại chúng và ông A Nan Đà biết. Kính xin Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của con. Đức Phật có lời khen ông Duy Ma Cật và dạy như sau: Này ông Duy Ma Cật, Như Lai có lời khen ông và xác nhận ông đã trình bày thật rõ ràng và rành mạch về pháp môn thanh tịnh thiền này. Phần vượt cửa hải triều dương để trở về bảy tánh thanh tịnh, Như Lai sẽ dạy phần này. Đức Phật dạy: Người đã tạo ra được công đức thật nhiều hoặc vô lượng rồi mà thực hành đúng pháp môn thanh tịnh thiền, khi người đó hết tuổi thọ, tự mình đến cửa hải triều dương. Vừa đến, cửa này tự động mở ra và đẩy vỏ bọc tánh Phật và khối công đức của người này vào bể tánh thanh tịnh. Khi vỏ bọc tánh Phật và khối công đức vừa qua cửa hải triều dương, ánh sáng điện từ quang chiếu vào vỏ bọc tánh Phật và khối công đức. Tức khắc, khối công đức liền định hình là một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, khối công đức ấy hình thành ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, tức khắc một vị Phật được sanh ra. Một vị Phật được sanh ra, việc làm của vị Phật này có năm nơi tùy theo số công đức của vị Phật ấy. Như: Một, vị Phật có công đức vô lượng thì được phân thân đến bất cứ đâu trong càn khôn vũ trụ này, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. Hai, vị Phật có công đức thật nhiều thì được phân thân đến một vùng tam thiên đại thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. Ba, vị Phật có công đức vừa thì được phân thân đến một vùng trung thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. Bốn, vị Phật có công đức nhỏ thì phân thân đến một vùng tiểu thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. Năm, vị Phật có công đức thật ít, chỉ được phân thân đến thế giới mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. Đức Phật dạy thêm: Vị Phật có công đức thật ít, tự mình không vượt cửa hải triều dương được, thì trong bể tánh thanh tịnh có vị Phật đến cửa hải triều dương trợ giúp người này vượt qua cửa hải triều dương. Đức Phật dạy đến đây hỏi đại chúng: Vậy trong đại chúng có người nào chưa hiểu pháp môn thanh tịnh thiền này hay thắc mắc điều gì, Như Lai sẽ giải đáp cho. Đức Phật vừa dứt lời, có rất nhiều người đưa tay lên xin hỏi. Vị thứ nhất, ông A Nan Đà, từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay tình thưa hỏi như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ chúng con công dụng ba phần thanh tịnh, rỗng lặng, hằng tri để con thông suốt ghi vào kinh lưu lại cho hậu thế. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Đây là ba phần then chốt của pháp môn tu thanh tịnh thiền. Thanh tịnh, người sống nơi thế giới vật lý âm dương này bị luân hồi là nguyên do như sau. Một, nơi thế giới này tồn tại được là nhờ dòng quét của điện từ âm dương liên tục quét
để cho con người cũng như động thực vật có sự sống. 2. Tổng hợp trong vỏ bọc của tánh người có A. 16 thứ của tánh người gọi chung là ta. Cái ta này cho là thật nên sanh ra ngã chấp, tức chấp có ta. B. Tổng duyệt suy nghĩ và hành động của con người gọi là nghiệp. Con người bị luân hồi cũng vì hai phần nói trên. Vì vậy pháp môn tu thanh tịnh thiền này Như Lai dạy các ông đầu tiên là thanh tịnh. Để chi vậy? Để cho cái ngã chấp ta nó ở yên trong vỏ bọc tánh người, để cho khối tổng nghiệp ở yên trong vỏ bọc tánh người, để cho vỏ bọc tánh người không nhô ra những thứ trong gai. Những thứ trong gai này là cái tưởng và suy nghĩ của các ông đó. Các ông ở đây mà suy nghĩ nơi nào đó, tức nhô ra những trong gai suy nghĩ. Nên điện từ âm dương đang liên tục quét vỏ bọc tánh người của các ông. Dòng điện từ này nó quét cái suy nghĩ của các ông đang suy nghĩ đến nơi mà các ông suy nghĩ, là luân hồi đó. Vì vậy thanh tịnh là bước đầu để cho tánh người và cảnh vật không đến với nhau. Đây là bước đầu của giải thoát. Rỗng lặng, các ông không suy nghĩ nên tánh và thân của các ông ở vào trạng thái không bị lực hút của điện từ âm dương, nên tánh và thân của các ông như không có trọng lượng. Vị nào tập được rỗng lặng thì nghe tánh và thân rất nhẹ nhàng. Nhờ cái nhẹ nhàng này mà dòng quét điện từ âm dương nó quét không được, nên các ông tự do trôi vào trụ cột trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Hằng tri, các ông tu pháp môn thanh tịnh thiền này lúc nào cũng phải hằng tri hai phần nổi trên. Để chi vậy? Để biết mình đang ở đâu trong trung tâm vận hành nhân quả luân hồi này. Nếu tu thanh tịnh thiền mà không biết ba căn bản này thì các ông không khi nào giải thoát được. Vì vậy Như Lai có dạy, tu theo đạo của Như Lai mà không biết ba phần này thì tu hành vô ích. Ông A Nan Đà hết sức vui mừng, cảm ơn Đức Phật đảnh lễ rồi lui ra. Tôn giả A Nan Đà từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, theo sự chỉ dẫn của ông cư sĩ Duy Ma Cật, chúng con đã biết pháp môn tu thanh tịnh thiền này rồi. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con trình nơi pháp hội này. Kính xin Đức Thế Tôn cho phép con. Đức Phật liền bảo ông A Nan Đà: Này A Nan Đà, ông trình bày xem coi có đúng không? Nếu đúng, Như Lai sẽ ấn chứng cho. Ông A Nan Đà trình bày với Đức Phật và đại chúng: Kính bạch Đức Thế Tôn, người tu thanh tịnh thiền phải hiểu căn bản nơi thế giới loài người như sau. Một, thế giới này các động vật và thực vật là cấu tạo bằng bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Hai, tất cả là do điện từ âm dương duy trì và kéo luân chuyển, gọi là luân hồi. Ba, từ loài người cũng như động vật hay thực vật đều phải sống bằng tổng nghiệp của mình. Người tu thanh tịnh thiền bắt buộc phải hiểu ba nguyên lý nói trên thì mới mong tu đúng được. Còn không biết chính xác như vậy, dù có ngồi đó tu mấy đời đi chăng nữa cũng là làm chuyện phí công vô ích. Đức Phật khen ông A Nan Đà: Ông hiểu căn bản như vậy là rất phải. Ông A Nan Đà tiếp tục trình bày thêm: Như Lai đã dạy chúng con, trong tánh của mỗi con người ai cũng có đến 16 thứ. Ngoài 16 thứ này, bên ngoài lại bị bao bọc thêm 84.000 cái bong bóng ảo giác nữa. Vì trong tánh của mỗi con người có cái tưởng là mạnh nhất,
nên con người có rất nhiều tưởng nhân. Một, tưởng mình dụng công tu thiền như thế nào đó để được giải thoát. Hai, tưởng mình lại lục ai đó để xin họ giúp mình giải thoát. Ba, tưởng mình cầu xin ai đó cứu mình giải thoát. Nói đến cái tưởng thì không thể nào nói hết được. Vì vậy, nơi trái đất này, ai tưởng ra gì là họ làm như vậy. Nhưng hầu hết những cái tưởng của loài người tưởng ra là để lường gạt người kém hiểu biết để lấy tiền của họ. Đức Phật khen ông A Nan Đà lần thứ hai: ông trình bày rất phải. Vậy con người muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút nhân quả của vật chất trần gian này phải thực hiện như thế nào? Ông A Nan Đà trình giới Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, con người muốn thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật chất trần gian này phải thực hiện ba phần như sau: một, vô trụ với vật chất; hai, phải nhận được tánh thanh tịnh của chính mình và hằng sống với tánh thanh tịnh ấy; ba, phải tạo ra được công đức. Đức Phật nghe ông A Nan Đà trình bày được căn bản nên hỏi ông: vậy ba căn bản nói trên ông đã thực hiện được phần nào chưa? Ông A Nan Đà trình giới Đức Phật: con hiểu, nhưng con chưa thực hiện được. Đức Phật dạy ông: phần này Như Lai thọ ký cho ông, sau này ông sẽ đạt được bí mật thanh tịnh thiền nhờ sư huynh của ông là ông Ma Ca Diếp. Ông Ma Ca Diếp sẽ truyền bí mật thanh tịnh thiền cho ông làm tổ sư thiền đời thứ hai. Ông A Nan Đà được Đức Phật thọ ký làm tổ thiền thanh tịnh đời thứ hai. Ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra. Ông A Nan Đà trình tập huyền ký cho Đức Thế Tôn xem lần sau cùng để truyền theo dòng Tiền Tông. Ông A Nan Đà trình với Đức Phật: kính bạch Đức Thế Tôn, con và 14 huynh đệ đã viết xong tập huyền ký này, kính trình xin Đức Thế Tôn kiểm duyệt lại. Đức Thế Tôn bảo tôi: ông hãy đọc hết tập huyền ký này cho Như Lai nghe, nếu có chỗ nào sai Như Lai sửa cho. Thế là tôi đọc toàn tập huyền ký này, Đức Thế Tôn có chỉnh sửa đến 1/4 tập huyền ký này. Khi chỉnh sửa xong, Đức Thế Tôn bảo tôi hãy viết lại thật kỹ để Đức Thế Tôn trao cho Maha Ca Diếp truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Khi viết lại xong, tôi đem trình Đức Thế Tôn và có câu hỏi sau: kính bạch Đức Thế Tôn, 1 tuần trước Đức Thế Tôn hành lễ truyền bí mật thanh tịnh thiền cho sư huynh Maha Ca Diếp đảm nhận chức vụ tổ thiền thanh tịnh đời thứ nhất. Đức Thế Tôn có dạy sư huynh Maha Ca Diếp sau này trao cho con đảm nhận tổ vị thiền thanh tịnh đời thứ hai và phải đổi danh là Thiền Tông. Nhưng hiện giờ trong đầu của con không có câu văn hay câu kệ nào, thì làm sao con đảm nhận tổ vị được? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Tôi vừa trình bày vừa khóc. Đức Thế Tôn dạy tôi: này A Nan Đà, ông đừng lo việc này. Quá khứ đời này của mỗi người thì ai cũng biết, còn quá khứ các đời trước cũng như tương lai của mỗi người, người toàn giác mới biết thôi. Như Lai bảo ông Maha Ca Diếp truyền lại cho ông là vì Như Lai chẳng những biết tương lai đời ông, mà còn biết tương lai dòng thiền tông này có bao nhiêu tổ và mỗi vị tổ tên gì và ngộ thiền ra sao nữa. Vì vậy tập huyền ký này chỉ có 12 chương, nhưng Như Lai dạy đầy đủ từ con người đến tam giới, Phật giới và càn khôn vũ trụ, luân hồi và giải thoát. Như Lai căn dặn ông lần thứ hai: khi Như Lai nhập Niết Bàn, kim thân của Như Lai 1 ngày sau mới nhập Kim Quang. 1 ngày sau nữa, ông Maha Ca Diếp mới về đến. Ông mở nắp Kim Quang ra để Như Lai truyền bí mật thanh tịnh thiền cho ông Maha Ca Diếp lần thứ hai. Ngày thứ ba,
mới quả tán. Tôi nghe Đức Thế Tôn dạy đến đây, không cầm được nước mắt, liền khóc òa lên. Đức Thế Tôn liền dạy tôi: Này A Nan Đà, thế giới nhân quả vật lý âm dương nó là như vậy, ông khóc làm gì? Không phải mừng cho Như Lai đã làm tròn bổn phận của người đại giác ngộ. Hôm nay Như Lai đã tạo ra được vô lượng công đức, truyền pháp môn thiện tông này cho hậu thế, để ai muốn giải thoát biết đường mà thực hành. Thôi, ông hãy lui ra và thông báo cho mọi người biết, 2 ngày nữa Như Lai sẽ có lời dạy sau cùng nơi rừng Sa La, với người bạn cùng tu với Như Lai từ vô lượng kiếp trước. Ngày đó, ai muốn thưa hỏi điều gì, đem ra thưa hỏi. Ông A Nan Đà vâng lời Đức Thế Tôn dạy rồi lui ra. Hang núi Kỳ Xà Quật là nơi Đức Phật dạy tập huyền ký, cũng là nơi ông A Nan Đà trình tập huyền ký cho Đức Phật duyệt lần sau cùng. Hang núi Kỳ Xà Quật cũng là nơi Đức Phật trao tập huyền ký cho ông Maha Ca Diếp truyền theo dòng Thiền Tông. Ông Maha Ca Diếp nhận tập huyền ký của Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông. Đức Thế Tôn dạy: Này ông Maha Ca Diếp và các đệ tử ưu tú của Như Lai, hôm nay tại núi Kỳ Xà Quật này, Như Lai chánh thức trao cho ông tập huyền ký này để ông truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Vì sao Như Lai không truyền theo kinh điển phổ thông mà phải truyền riêng như vậy? Như Lai nói cho công biết, có 2 nguyên nhân. Pháp môn thanh tịnh thiền này không được truyền theo các kinh điển thông thường được. Thứ nhất, vì pháp môn thanh tịnh thiền này chỉ dành riêng cho người nào tu theo đạo của Như Lai mà họ muốn giác ngộ và giải thoát. Thứ hai, 6 vạn người như dưới đây, họ tu theo đạo của Như Lai dạy, họ không dám xem quyền ký này, cho nói chi là đến tu. Một, những người ham danh mê tiền. Hai, những người thích có thần thông. Ba, thích cầu xin và lại lục người khác. 4. Thích làm nô lệ cho người khác. 5. Thích nương tựa người khác. 6. Những người thích cúng kiến. Vì 6 nguyên nhân nói trên, nên pháp môn thanh tịnh thiền này Như Lai không dạy chỗ đông người là vì vậy. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, năm thứ 245 của nước Ca Tỳ La Vệ. Chỉ còn thời gian ngắn nữa là Như Lai sẽ trở về Phật giới, là nơi 10 phương chư Phật sống, tức quê xưa của Như Lai, cũng như tất cả loài người và chúng sanh. Các ông hãy nhìn xem, suốt cuộc đời của Như Lai dạy đạo, chủ yếu chánh của Như Lai dạy nơi thế giới này là giúp cho loài người giác ngộ và giải thoát, để trở về quê hương cũ của mọi người. Nhưng vì loài người sống nơi thế giới vật lý âm dương này, ai ai cũng thích vật chất và tiền tài, nên Như Lai dạy họ thoát ra ngoài thế giới vật lý này để trở về quê hương cũ của họ. Họ không thích về, mà họ thích ở lại thế giới này. Thế giới này có 2 dạng người khôn lanh và khờ khạo. Dạng người khôn lanh thì thích bịa ra những chuyện không thật để lừa người khờ khạo. Người khờ khạo thì thích người không lanh lường gạt mình. Mọi người nghe đến đây, ai ai cũng khóc lại tạ Đức Phật rồi lui ra. Bài kệ Như Lai trao tập quyền ký cho ông Maha Ca Diếp truyền theo dòng Thiền Tông. Giải thoát là đạo Thích Ca, cầu sinh đại lục là ma dạy người. Giải thoát giúp cho nhiều người trở về Phật giới muôn đời an vui. Giải thoát lìa bỏ cái tôi, sống với tánh Phật là thôi luân hồi. Giải thoát hành đúng được rồi,
không còn sanh tử luân hồi thế gian, giải thoát ra khỏi trần gian, không còn ràng buộc thế gian khổ sầu, giải thoát pháp môn không cầu, sống với tánh Phật là câu tu thiền. Thiền thanh ta chỉ truyền riêng cho Maha Ca Diếp, truyền riêng pháp này. Thiền thanh ta dạy như vậy, chỉ cần thanh tịnh đứt dây luân hồi. Thiền thanh hành đúng được rồi, luân hồi sanh tử là thôi tìm mình. Ca Diếp phải ráng giữ gìn, truyền theo nguồn thiền để cho người sau. Long nữ nhận được đời sau, pháp thiền thanh tịnh đời sau phổ truyền. Truyền riêng ở tại chùa thiền, giúp người giải thoát về miền quê xưa. Năm châu rõ hết ngày xưa, Như Lai đã dạy thiền xưa nơi này. Nay tại Kỳ Xà quật đây, quyền ký thiết lập ta đây giao người. Nhiệm vụ của ông vì đời, lưu truyền thiền học, người người thoát thân. Quyền ký ta giao trọn phần, về nhận sứ mạng là phần của ông. Người người hậu thế chờ mong, pháp thiền giải thoát ở trong tay người. Hôm nay chứng kiến nhiều người, ông hãy giữ lấy truyền người hậu lai. Thiền thanh chỉ một không hai, pháp thiền giải thoát Như Lai hoàn thành. Nhiệm vụ của ta đã thành, pháp thiền thanh tịnh để dành người sau. Ngày sau dân trí lên cao, mới nhận thiền học tuyệt cao ở trần. Như Lai chỉ dạy đôi phần, ông ráng gìn giữ mà lần chuyển đi. Nan Đà nhận được thiền thì, giao lại quyền ký truyền thì tổ sau. Thiền tông ông dạy như sau, dụng công quán tưởng không sao thoát trần. Thiền tông thanh tịnh chỉ cần buông dừng thôi dứt đường trần rời ta. Ta là Đức Phật Thích Ca, truyền được quyền ký là ta song truyền. Các ông ở lại bình yên, 24 ngày nữa ta liền về quê. Vị thứ năm, ông Tỳ Kheo Phất Trần Thi từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những gì Đức Thế Tôn dạy chúng con đã hiểu. Loài người hay các cõi trời và các cõi khác, loài nào cũng có tuổi thọ, vậy trái đất này có tuổi thọ không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Tỳ Kheo Phất Trần Thi, trong thế giới này hay trong tam giới này, loài nào cũng có tuổi thọ cả. Như tuổi thọ của con người trung bình là 100 năm, tuổi thọ loài trời dục giới cao nhất là 1000 năm, tuổi thọ loài trời hữu sắc và tịnh độ cao nhất là 10000 năm, tuổi thọ loài trời vô sắc cao nhất là 100.000 năm. Còn trái đất này tuổi thọ 10 tỷ năm, nhưng 10 tỷ năm của trái đất này cứ 10.000 năm nó bị bệnh nặng một lần. Ông Tỳ Kheo Phất Trần Thi ngạc nhiên thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, con người và muôn động vật và thực vật bị bệnh là phải, cớ sao trái đất có làm gì mà cũng bị bệnh nữa? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Tỳ Kheo Phất Trần Thi, con người và muôn động vật và thực vật bị bệnh là do ruồi muỗi, côn trùng và di trùng. Còn trái đất mà bị bệnh là do con người làm những việc như sau: phá cây, đốt rừng,
khi con người văn minh lên cao, họ rút dầu trong lòng đất để cung phụng cho họ. Các ông có biết không, dầu trong lòng đất giống như máu trong cơ thể của con người vậy. Trong các ông, nếu có người nào bị người khác mỗi ngày rút ra một ít máu, khi máu của ông không còn đủ sức nuôi cơ thể nữa, thì cơ thể của ông như thế nào? Những người có mặt đều thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, cơ thể con người đó sẽ bị bệnh. Đức Phật dạy: Đúng như vậy, trái đất này cứ 10.000 năm sẽ bị bệnh một lần. Như Lai nói cho các ông rõ, cứ 10.000 năm loài người đánh nhau tiêu diệt sự sống trên trái đất này một lần. Loài người, động vật, thực vật bị tiêu diệt sự sống gần hết. Khi loài người, động vật và thực vật dần dần bình phục, lúc đó mới có một vị Phật ra đời để dạy về nhân quả, luân hồi nơi trái đất này. Cũng từ thời điểm này, 3.000 năm sau, trái đất sẽ bị tiêu diệt sự sống nữa. Cứ chu kỳ như thế mà lặp đi lặp lại hoài. Ông tỳ kheo Phất Trần Thi lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao một vị Phật không dạy loài người biết nguyên lý mà sống hòa thuận với nhau? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phất Trần Thi, Như Lai nói cho ông rõ, trên trái đất này là năm loài sống chung. Một, con người là đầu mối dẫn đi luân hồi trong tam giới này. Vì sao vậy? Vì trong tánh của mỗi con người có cái tưởng là mạnh nhất. Chính cái tưởng này nó tưởng tượng như sao? Nó làm ra càn khôn vũ trụ này, nó tạo ra loài người và muôn vật. Các ông nghĩ xem, con người đối với càn khôn vũ trụ nhỏ như là hạt bụi mà lại tuyên bố như vậy. Các ông có biết tại sao tánh con người nói như vậy không? Vì con người mang thân tứ đại. Thân tứ đại này sống được là nhờ vật chất. Trong mỗi con người ai cũng có cái tham. Vì cái tham này mà muốn gom vật chất có nơi trái đất này về riêng cho mình. Các ông nghĩ xem, nhu cầu của mỗi con người mỗi ngày có là bao, mà muốn cái gì cũng là của mình, nên sanh ra tranh giành, rồi chém giết với nhau, rồi tiêu diệt nhau. Ông tỳ kheo Phất Trần Thi lại thưa hỏi: Sao Đức Thế Tôn không dạy cho loài người biết việc này? Đức Phật dạy: Này ông tỳ kheo Phất Trần Thi, loài người có nghe Như Lai dạy không? Như Lai dẫn chứng một việc nhỏ như sau. Như Lai lập ra đạo có hai mục đích chánh. Một là dạy giác ngộ, tức giúp cho loài người hiểu biết sự sống và quy luật luân hồi trên trái đất này. Có ai chịu nghe đâu, mà cứ cắm đầu lại ông này cầu bà kia giúp họ hiểu biết. Họ không chịu tìm hiểu lời dạy của Như Lai, mà sử dụng tánh người tưởng tượng ra chuyện này việc kia. Hai là Như Lai dạy giải thoát có công thức rõ ràng, mà không chịu học để biết công thức, cứ tìm đến những người nói không đúng sự thật để học. Con người sống nơi trái đất này, hai phần nói trên thật là quan trọng mà không chịu tìm hiểu. Khi nghe Như Lai dạy công thức này, họ bỏ đi gần hết. Còn những người ở lại thì họ nói rằng Như Lai bị trúng tà. Nghe Đức Phật nói đến đây, ông tỳ kheo Phất Trần Thi bật khóc và thưa trình với Đức Phật: Chúng con là những tên tội đồ, một bậc toàn giác dạy mà không nghe, lại đi nghe người không biết gì. Qua lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng con mới hiểu là nơi trái đất này sức hút vật lý âm dương quá mạnh, nên người khôn, người dạy gì cũng không ai thoát ra ngoài sức hút của nó được. Còn nhớ một tháng trước, có ông vua mà còn đi nghe lời lường gạt của ông thầy lười biếng. Không biết ông thầy lười biếng này nói gì mà ông vua lại bỏ ra số tiền vàng thật lớn
để xây cất cho ông ta một nơi thờ cúng thật nguy nga. Con suy nghĩ, ông vua mà còn bị lừa thì người dân bình thường làm sao tránh khỏi. Ông nói xong lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 17, thị giả của Đức Phật là ông A Nan Đà lại ra trước Đức Phật đầy đủ lễ nghi, trình thưa hỏi một loạt 5 câu. Câu 1. Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con bị nạn, mụ Ma Đăng già sử dụng ma thuật sai khiến con dâm dục với mụ ấy. Đức Thế Tôn sử dụng thần chú để cứu con. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con câu thần chú này để chúng con phòng thân. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Câu 2. Khi Đức Thế Tôn về Phật giới, có trở lại thế giới này nữa không? Câu 3. Thế Tôn ở trong Phật giới, có làm gì để có công đức nữa không? Câu 4. Tại sao loài người phải hủy diệt sự sống nơi trái đất này? Câu 5. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn có dạy gì cho chúng con nữa không? Đức Phật dạy. Câu 1. Này ông A Nan Đà và đại chúng, khi ông A Nan Đà bị mụ Đăng già dụ ông dâm dục với mụ ấy, Như Lai sử dụng thiên nhãn thấy được, nên nhờ một vị thần đến. Vị thần vừa đến, các cô hồn mà mụ Ma Đăng già sai khiến mê hoặc ông, thấy vị thần đến, bọn quỷ họ bỏ đi, làm sự sai khiến của mụ Ma Đăng già không còn tác dụng nữa. Chứ Như Lai có bùa chú hay thần thông gì mà giải ông? Ông nghĩ xem, nếu Như Lai có thần thông, tức Như Lai là ông thần, chứ không phải là một vị đại giác ngộ. Câu 2. Này ông Ma Đăng Đà, nơi Phật giới pháp thân và kim thân của mỗi một vị Phật cấu tạo bằng điện từ quang và công đức, nơi này tự nhiên thanh tịnh, nên sự sống nơi Phật giới khác hẳn với thế giới cuốn hút của vật lý điện từ âm dương nơi trái đất này. Nên chư Phật cũng như Như Lai không trở lại thế giới này được. Tuy nhiên, Như Lai cũng như chư Phật có nhiệm vụ là sử dụng Phật nhãn quan sát nơi thế giới này, cũng như hằng hà sa số thế giới khác có con người sinh sống. Ai muốn giác ngộ và giải thoát, Như Lai cũng như chư Phật phân thân hay ứng thân hoặc quá thân vào trợ giúp. Khi xong là trở về Phật giới, không ở lâu nơi thế giới loài người được. Câu 3. Mỗi một vị Phật ở trong Phật giới, vị nào cũng có thêm công đức nữa. Nếu vị đó phân thân, ứng thân hay quá thân giúp người nào đó trong thế giới loài người. Câu 4. Loài người thích hủy diệt loài người là có nguyên do như sau. Trong tánh của mỗi một con người có cái tưởng tham và ác, nên sinh ra cái ngã to. Ở địa cầu này cái ngã to lên đến 10 tỷ cái, thì tự nhiên quá sức chứa của địa cầu này, tự nhiên phải tiêu diệt lẫn nhau. Đây là nguyên lý thành trụ hoại diệt nơi trái đất này vậy. Câu 5. Lời sau cùng Như Lai dạy ông có 4 phần để ghi vào tập quyền ký này, để các ông cũng như loài người vào các đời sau biết. 1. Giác ngộ, tức là hiểu biết rõ ràng quy luật luân hồi nơi trái đất này cũng như trong một tam giới. 2. Biết rõ công thức giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý điện từ âm dương.
nơi trái đất này. 3. Nơi trái đất này có 5 loài sống chung. Loài thần thì có nhiệm vụ là lập ra đạo để làm thỏa mãn cái tưởng và ham muốn của con người, tức đưa cái tưởng và ham muốn của con người vào an trú trong đạo. Loài người thì có nhiệm vụ là tưởng tượng ra để dẫn con người đi trong 6 nẻo luân hồi và một con đường vào làm thực vật. 4. Thờ phượng ở trái đất này các ông phải hiểu như sau. Hiện tại trái đất này có các nơi cất nhà thờ, đình, miếu để thờ thần nơi trái đất này. Con người có các nơi thờ phượng như vậy, yên lòng đem cái tưởng và ham muốn của mình vào cho thần giữ, nên cái tưởng và ham muốn của con người có nơi an trú, nên được dịu lại. Sau này Như Lai nhập Niết Bàn, các ông lập chùa thờ Như Lai là để nhớ lời dạy của Như Lai là giác ngộ và giải thoát, biết quy luật luân hồi cũng như công thức trở về với Phật giới. Nhưng những người đời sau họ làm sai lời dạy này, họ lợi dụng đạo của Như Lai và bịa ra như sau. 1. Như Lai ban phước. 2. Như Lai có thần thông. 3. Như Lai rất linh thiêng. Vào các đời sau, 10.000 người tu theo đạo của Như Lai chỉ có 1 hay 2 người tu đúng thôi. Còn những người còn lại, họ lợi dụng đạo của Như Lai để kiếm danh và lợi. Họ mặc áo tu làm bình phong để dụ những người ngu khờ đến lại và cúng tiền. Những người này là những người làm đúng theo lời nguyền của Ma Vương đó. Các ông hãy nghe rõ lời quan trọng sau cùng của Như Lai. Trái đất này là nơi 5 loài sống chung. Loài thần có nhiệm vụ làm hiện tượng lạ để cho loài người tin là có thần linh, không dám làm sai trái. Mượn xác người có sắc diện đẹp và ăn nói lưu loát, lập ra đạo để cho loài người ai thích đạo mà đem cái tưởng và tham vào đó an trú. Như Lai không đến với thế giới này được là vì như thế giới này không chịu nổi số lớn điện từ quang. Như Lai đã sống trong một tam giới này gần 8 tỷ năm là đã kinh hồn rồi. Như Lai dạy cho các ông rõ, các chùa cầu xin cúng tụng Như Lai không đến. Vì sao vậy? Vì Như Lai đâu phải là ông thần mà đến các chùa này để ban phước và ăn củ cúng. Duy nhất Như Lai chỉ phân thân, ứng thân hay hóa thân đến chùa Thiền Tông để trợ giúp pháp môn này truyền theo dòng Thiền Tông mà thôi. Đức Phật tiếp tục dạy ông A Nan Đà. Này ông A Nan Đà, một lần nữa ông hãy ghi rõ ràng lời của Như Lai dạy trong tập Quyền Ký này có 3 phần chánh yếu để cho các người đời sau hiểu. 1. Người nào tu theo đạo của Như Lai mà tu để được giác ngộ và giải thoát, người đó tu đúng với đạo của Như Lai dạy. 2. Chùa nào lập ra dạy tu hành, người tổ chức đó dạy đúng với lời dạy của Như Lai, dạy còn đi trong luân hồi. 3. Chùa nào lập ra dạy tu tụng, chùa đó dạy tu để vui với thần. 4. Chùa nào lập ra dạy tu cúng, chùa đó dạy tu để kết thân với cô hồn. 5. Chùa nào lập ra tu sinh sâm bối quẻ là tu để làm bạn với các vong linh. Ông A Nan Đà nghe Đức Phật dạy xong, ông khóc lại tạ Đức Phật rồi lui ra.
Lời dạy sau cùng của Đức Phật có 8 phần. Phần 1. Vào đời mạt pháp, người tu theo đạo của Như Lai, 1 triệu người mới có một người hiểu giác ngộ, 10 triệu người mới có một người biết công thức để giải thoát. Trong 10 triệu người biết công thức giải thoát, chỉ có một người về được Phật giới mà thôi. Phần 2. Giải đáp thiền học chỉ có 3 dạng người được phép. 1. Thiền tông sư, hay còn gọi là thiền sư. 2. Thiền tông gia, còn gọi là thiền gia. 3. Phật gia thiền tông. Những người này được phép trả lời đối với 3 hạng người. 1. Người một lòng muốn giác ngộ và giải thoát. 2. Chấp nhận trái đất này luân chuyển theo quy luật nhân quả luân hồi, do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi. 3. Mỗi con người ai cũng sống với tổng nghiệp của mình, thì được phép tận tình giải thích cho người này biết. Không trả lời đối với 3 dạng người như dưới đây, dù là một lời. 1. Là những người đụng đâu tin đó. 2. Những người thường cầu khẩn và lại người khác. 3. Những người không sử dụng cái đầu thực tế để tìm hiểu. Phần 3. Khi đứng ra trả lời phải trang phục đúng là một thiền tông sư, một thiền tông gia hay là một Phật gia thiền tông. Phần 4. Người tu theo đạo của Như Lai có 7 dạng người. 1. Tu để được giác ngộ và giải thoát. 2. Tu để có thần thông. 3. Tu để lý luận cho hay. 4. Tu để hưởng vui sướng. 5. Tu để được giàu sang. 6. Tu để được người đời khen ngợi. 7. Tu để được danh lớn. Phần 5. Về nhân quả và luân hồi, dù bất cứ sống đâu trên trái đất này cũng phải bị quy luật luân hồi của trái đất này kéo đi cả. Như một vị đã đại giác ngộ rồi, sống ở nơi trái đất này, nếu sống với tính người thì cũng phải bị luân hồi như bao nhiêu người khác. Phần 6. Con người chủ động giải thoát, giảng sanh, luân hồi, nhận nghiệp quả. Con người muốn giải thoát để trở về với Phật giới thì phải học công thức và tạo công đức. Con người muốn làm dân trời thì bố thí và ham muốn sống như ở cõi trời. Con người muốn làm tiên thì bố thí và ham muốn làm tiên. Con người muốn làm thần thì bố thí và ham muốn làm thần, vân vân. Phần 7. Loài thần là loài có thần thông và có nhiều phước, nên chủ động làm các việc như sau: mượn xác người khác, nói gì cũng được, như tự xưng mình là người gì đó tùy ý, nói mình ban phước giáng quả cho ai cũng có người nghe, muốn làm hiện tượng lạ gì cũng được. Mượn xác người khác nói chuyện quá khứ, vị lai cũng có nhiều người tin. Trên đây là 7 phần căn bản nơi thế giới nhân quả luân hồi, vật lý âm dương trên trái đất này. Phần 8. Phần đặc biệt mà Như Lai chưa dạy các ông về người tu thanh tịnh thiền thường hay gặp phải. 1. Khi người quyết chí tu giải thoát thì có 2 hiện tượng như sau. 1. Là một vị Phật luôn theo sát và giúp đỡ người này. Khi người này thanh tịnh, tánh Phật của người này được hiển lộ, thấy xa, trong sáng, thân tứ đại như không có, vân vân. Nhưng các ông phải chú ý ở chỗ này, những hiện tượng lạ như vậy lưu xuất từ trong tánh Phật thanh tịnh của mình lưu xuất ra. Đó là tánh Phật của mình thấy, nghe, biết. Có lúc như mất mình và ăn vui kỳ diệu. Những trường hợp như vậy là bình thường đối với người tu thanh tịnh thiền. Cái quan trọng nhất của người tu thanh tịnh thiền có 4 cái lợi. Cái lợi thứ nhất là không còn tin sai sự thật nữa. Cái lợi thứ hai, trước kia nghe ai nói hay
cũng đến nghe, chỗ nào linh thiêng cũng đến lại và cầu xin. Ai bảo cúng gì cũng cúng, mà không biết cúng như vậy có được phước đức hay bị ác đức. Cái lợi thứ ba, khi tu thanh tịnh thiền đã biết rõ ràng các phần này, không bị sai lầm nữa, còn giác ngộ và giải thoát rõ như trong lòng bàn tay. Cái lợi thứ tư là công ăn việc làm hàng ngày rất ổn định. Hai, khi người quyết chí tu thanh tịnh thiền thì bị như sau. Một là xung quanh mình có rất nhiều những vị thần, có những vị thần đến giúp mình, có những vị thần đến phá mình. Những trường hợp ấy như sau. Thần đến giúp, nói chuyện, khuyến khích, ca tụng, làm cho mình vui tươi. Những vị thần này đưa mình vào cảnh giới của loài thần, ở khung cảnh rất rực rỡ, huy hoàng. Thần đến phá, hiện ma, làm quỷ, hù dọa, chửi, nói xấu, cho thấy cảnh rùng rợn, cho thấy cảnh khổ nạn của cha mẹ mình, vân vân. Nhất là cảnh khi mình vừa cảm nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình, thần níu kéo không cho mình vào trong ấy. Cái chú ý nhất là thần gài bẫy mình, cho mình rơi vào thế giới chư Phật. Để không cho các ông bị lạc vào các cảnh này, nên trong Kinh Kim Cang Như Lai có dạy các ông và các người đời sau, dù gặp trường hợp nào cũng không màng đến, bằng các câu gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, hoặc là câu những hình ảnh nơi thế giới này đều là giả dối. Các ông phải lấy những lời của Như Lai dạy trong Kinh Kim Cang làm đuốc chỉ nam, là các ông tu theo pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền không bị lầm. Đây là đường căn bản để các ông về với Phật giới. Lời khẳng định của Như Lai với những môn đồ. Này các môn đồ, người sống nơi thế giới nhân quả do điện từ âm dương cuốn hút, không ai thoát ra ngoài quy luật của nó được, kể cả Như Lai. Con người sống nơi thế giới này dù có dụng công tu hành, đạt được thần thông cao đến cỡ nào, cũng chỉ là những hạt bụi bay lơ lửng trong không gian mà thôi. Con người đừng vì chút danh ảo, lợi bóng mà tự xưng mình ông này bà kia, lường gạt người khác để có danh và lợi, thì người này tự mở con đường qua báo để đi vào. Như Lai cũng cho các ông biết, mỗi lần vào làm qua báo ít nhất cũng phải 3 tỷ năm. Vậy các ông đừng vì chút danh và lợi mà lường gạt người khác. Thích Ca Văn. Đức Phật dạy thêm về tập huyền ký. Này các tỳ kheo, hôm nay Như Lai trao tập huyền ký này cho ông Mahakayip, là vị tổ thiền thanh tịnh đời thứ nhất, để ông truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Vì sao Như Lai không truyền theo các kinh điển phổ thông? Vì tập huyền ký này Như Lai dạy rất rõ ràng về con người, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, luân hồi và công thức giải thoát. Nó có cường lực công phá rất mạnh, gọi là cực dương. Nó phá đi tất cả sự hiểu biết mê lầm của con người, nên Như Lai phải truyền ngoài kinh điển phổ thông là vậy. Còn con người sống hoàn toàn vào vật chất,
và giới tánh của con người. Mà tánh của con người có bốn thứ hoạt động mạnh nhất là thọ, tưởng, tham và sợ, nên không thể nào chịu nổi sức công phá của tập huyền ký này. Vì lẽ đó mà Như Lai phải truyền riêng cho các vị tổ, để đợi đến đời Mạc Thượng Pháp trở đi, rồi người văn minh lên thật cao, họ mới chấp nhận tập huyền ký của Như Lai dạy là rất thực tế và khoa học. Nhờ vậy mê tín được giảm 50%, còn dị đoan hoàn toàn được xóa sạch. Tại sao những năm tháng ban đầu Như Lai dạy năm pháp môn tu thành tựu trong vật lý? Như Lai cũng nói rõ cho các ông biết. Ban đầu Như Lai cũng có dạy, nhưng không ai chịu nghe, mà còn nói Như Lai bị ma ám. Vì vậy Như Lai phải dùng phương tiện dạy năm pháp môn có chứng và đắc để dụ nhiều người đến, xem trong số đông này coi có ai muốn giải thoát không. Nếu có người muốn thì Như Lai dạy riêng. Vậy hôm nay Như Lai trao tập huyền ký này cho ông Mahakayip. Ông cố gắng truyền theo dòng thiền thanh tịnh, và ông phải hết sức cẩn thận khi phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền này.